Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 11 tháng 4 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, như vậy là sang đến hôm nay, sự hội tụ gió trên cao đã suy yếu, mưa cũng vì thế mà giảm đi nhiều. Trong 24 giờ tới, không khí lạnh suy yếu tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng hơn về phía Đông Nam. Khu vực Tây Bắc kết hợp với yếu tố địa hình nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh lên mức 30 cho đến 33 độ, có nơi lên trên 33 độ. Với các tỉnh phía Đông thì nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 28 cho đến 32 độ. Mưa giảm dần trong vài ngày tới nên khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tuy nhiên quý vị vẫn cần đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi mưa dông xảy ra. Sự suy yếu của khối không khí làm cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, kết hợp với địa hình vùng núi nên các tỉnh Bắc miền Trung từ Thanh Hóa cho đến Đà Nẵng sẽ có mưa vài nơi. Ngày mai thì trời nắng và nhiệt độ trong ngày là từ 24 cho đến 34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây thì nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất đạt mức là 35 cho đến 36 độ. Cùng với đó thì độ ẩm trong không khí giảm nên quý vị cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và cháy rừng xảy ra. Càng di chuyển về phía Nam thì sự chi phối mạnh của vùng áp thấp phía Tây không nhiều, nên thời tiết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực từ Quảng Nam cho đến Bình Thuận khá ổn định. Nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 23 cho đến 35 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên nằm ở rìa phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây nên trời ít mưa, ban ngày thì trời nắng. Tuy nhiên chiều tối vẫn còn xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, khả năng kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy, cho nên quý vị cần lưu ý. Tại Nam Bộ, trong 24 giờ tới, nắng nóng sẽ quay trở lại đối với các tỉnh miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực biên giới Tây Nam với mức nhiệt cao nhất là từ 35 cho đến 36 độ. Các nơi khác thì nhiệt độ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, người dân cũng như khách du lịch cũng cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh xảy ra trong cơn mưa dông. Xu hướng trong vài ngày tới, thời tiết trên cả nước ta đều trong trạng thái ít mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Tiếp theo là tình hình thời tiết được dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước trong 24 giờ tới. Khu vực vùng núi Tây Bắc Bộ, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ, mưa sẽ ít dần trong những ngày nghỉ cuối tuần nên khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tại Điện Biên, nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức là 22 cho đến 34 độ. Sapa và Tam Đảo thì nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 đến 20 độ và cao nhất là từ 23 cho đến 24 độ. Sang đến các điểm du lịch phía Đông Bắc Bộ, trong đêm nay, do vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió trên cao, nên khu vực sẽ có mưa rào nhẹ. Sang đến ngày mai thì mưa giảm dần và trời hửng nắng. Tại Hà Giang, nhiệt độ ở vào khoảng 24 cho đến 32 độ. Hạ Long và Hải Phòng thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 29 độ. Xuôi xuống các điểm du lịch Bắc Trung Bộ như Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Huế thì tại đây trời hầu như là không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tại Sầm Sơn nhiệt độ duy trì ở mức 24 cho đến 28 độ. Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Huế thì nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 24 đến 25 độ và cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai 12 tháng 4 kéo dài đến 20 tháng 4, tại thành phố Huế sẽ diễn ra lễ hội Festival, tiếp tục chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Năm nay, Festival Huế lần thứ 8 sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đương đại của trên 20 quốc gia đến từ 5 châu lục. Đồng thời, Festival Huế cũng sẽ tiếp tục tái hiện nhiều lễ hội cung đình độc đáo. Với tiết trời khô ráo như thế này sẽ rất thuận lợi để quý vị tham gia các hoạt động lễ hội. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Trung Trung Bộ. Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 24 cho đến 25 độ và cao nhất tăng lên mức 33 đến 34 độ. Còn tại Bà Nà thì trời không mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ duy trì ở mức 20 đến 28 độ. Tại các điểm du lịch biển như là Nha Trang, Mũi Né hay là Vũng Tàu thì thời tiết duy trì mây thay đổi ngày nắng, sóng gió ổn định nên khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo. Tuy nhiên về chiều tối quý vị cần đề phòng mưa dông và đôi khi có gió giật mạnh xảy ra. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 cho đến 27 độ và cao nhất ở mức là 32 đến 34 độ. Đến với các điểm du lịch Tây Nguyên, tại đây mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy, có ban ngày thì trời nắng. Tại Pleiku và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ thấp nhất ở mức 21 độ và cao nhất 30 đến 32 độ. Đà Lạt nhiệt độ ở vào khoảng 15 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ thời tiết phổ biến mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi. Riêng các tỉnh miền Đông như là Tây Ninh hay là thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng trở lại với mức nhiệt cao nhất đạt mức 35 đến 36 độ. Côn Đảo và Phú Quốc mây thay đổi, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất ở mức là từ 31 cho đến 32 độ. Nhìn chung thời tiết và tình trạng biển khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch vào những ngày cuối tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.